Ngẫm nè. Thì gọi là ở trong cái thời gian vừa qua thì Ngẫm đã phải trải qua cái kỳ thi giữa kỳ, và Ngẫm cũng đã gọi là cúp video một tuần, nhưng mà dạo gần đây thì gọi là Ngẫm cũng đã ra cái video đều đặn rồi. Và dạo gần đây thì Ngẫm cũng bị đau họng mọi người ơi, cho nên là không có lồng tiếng những cái video kia. Thì ngày hôm nay Ngẫm quyết định là sẽ làm một video giới thiệu về bộ sưu tầm. Bởi vì bây giờ cái đống tranh những tháng vừa qua của Ngẫm thì nó cũng gọi là khá khá nhiều rồi đó. Bây giờ thì Ngọc sẽ bắt đầu vào review luôn. Và ở đây, ở video này thì sẽ có một số bức tranh các bạn chưa thấy bao giờ. Những bức tranh đó là những bức tranh gọi là Ngọc vẽ chơi, bức tranh Ngọc xin oxy, các thứ để Ngọc đăng lên những cái group ở trên Facebook thì mọi người cũng sẽ không được thấy ở trên YouTube đó. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ vào review nha. Đầu tiên thì Ngọc sẽ đến với những bức A5. Có một số bức thì Ngọc nhớ mang máng là mình đã review rồi, cho nên là Ngọc không có làm nữa. Đầu tiên là bức này, đây là một bức mà Ngọc rất là thích luôn. Bởi vì bắt rau thì lần đầu tiên Ngọc mới bắt rau được như vậy đó. Thì Ngọc nói chung thì cái rau này Ngọc cũng không có đầu tư lắm đâu, nhưng mà kiểu Ngọc cũng thích cái bắt rau này. Bởi vì mà lần Ngọc vẽ thì nó bị rối mọi người, và thành ra thì Ngọc bị thiếu nghị lực, cùng những cái bức tranh Ngọc nó không có bị bắt rau đó. Thì đây chính là bức tranh chị Simmy và anh Caron mà phiên bản hoán đổi với giới tính. Và ở đây thì chị Simmy đóng vai là một chàng ngục sư, và anh Caron là một nàng mát rồng đó. Ở đây thì Ngọc có vẽ khung cảnh của nhà thờ, Ngọc có lên Pinterest để nhìn hình mình dễ theo đó. Thì đây chính là cái khung cảnh nhà thờ đó, và đây cũng là một trong những bức tranh A5 vẽ người bán thực mà Ngọc rất là thích luôn. Đấy, đây bức tranh này thì cũng có gọi là thêm một những cái thứ lên. Rồi, bây giờ thì Ngọc sẽ đến với bức tranh tiếp theo, là một bức tranh mà mọi người chưa thấy và Ngọc cũng mới vẽ gần đây thôi. Đó chính là bức tranh vẽ Oxy Kimetsu no Yaiba của Ngọc. Thì như mọi người biết thì Ngọc có một bé là Ayame, nhưng mà bé đó hiện tại thì gọi là Ngọc không có tâm huyết để xin bé nữa, cho nên là Ngọc đã sang những bé và cho một bạn khác nuôi rồi đó. Thì Ngọc đã xin một bé khác mọi người ơi. Thì bé này tên là Xiaomi, và Ngọc thật sự rất là thích bé này luôn. Và mình cũng mới vẽ gần đây thôi đó. Nói chung là mới vẽ xong rồi cái có hứng là một sưu tầm, xong mình review liền luôn á đó. Và bức này hiện tại Ngọc đang đăng lên group Kimetsu no Yaiba Việt Nam đấy, và chưa được duyệt nữa. Và nếu mà các bạn thấy thì đó là nick của mình đó. Đó thì đây chính là bé nhà của Ngọc đó. Bé lần trước thì lấy tông màu là tươi sáng, thì bé màu này lấy trong tông màu là màu đen đỏ mọi người à. Đó vậy. Đến với tiếp theo đó chính là Oxy Ngọc mọi người ơi. Bức này thì Ngọc cũng đã từng đăng một lần rồi. Và hiện tại thì các bạn nào mà muốn fan art Oxy của Ngọc thì đây chính là cái bé đó nha. Ngọc còn có cả gọi là phiên bản Gacha Live nữa, và phiên bản đó thì được Dumo tạo dùm đó. Thì Ngọc cũng đã đăng ở bài cộng đồng rồi, bạn nào muốn xem có thể lên cộng đồng của Ngọc và lục lại nha đó. Hiện tại thì Ngọc cũng đã có nhận về được rất là nhiều fanart của Te và đáng yêu vẽ về em bé này luôn. Và đây chính là Oxy của Ngọc. Thứ nhất là Ngọc rất thích tóc màu trắng, mặc dù Ngọc không có giỏi là tô tóc màu trắng mà Ngọc rất thích tóc màu trắng mọi người. Và Ngọc thích cái kiểu dạng như loli, và nó có một cái ohoge nó dài dài một xíu đó, và Ngọc đã tạo ra bé này đấy. Tiếp theo đó chính là một bé Oxy Kimetsu no Yaiba nữa, và bé này chính là nói chung là Ngọc cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn Ngọc mới tạo được bé này mọi người. Bé này chính là bé này, nhưng mà kiểu Ngọc làm xong cái thứ rồi Ngọc hay không ưa cái hình dạng này, thì Ngọc sẽ tiếp tục và làm lại một cái hình dạng khác, và từ 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 thì nó mới ra được một bé Oxy à. Thì bé này thì Ngọc tạm thời sẽ không tô nữa, phải nói là Ngọc không tô nữa luôn. Bởi vì là nói chung là Ngọc bé này thì là một cái bé kiểu một cái dạng sketch để tạo ra cái bé Oxy kia thôi đó. Đến với một Oxy nữa là Oxy fandom mà nghe Ngỗng xìn Oxy fandom chăm hơn là xìn Oxy của mình luôn á. Thì đây là Oxy của Genshin Impact. Bạn nào cũng có chơi game này rồi thì nhớ comment phía dưới cho Ngỗng biết nha. Ngỗng cũng có chơi nhưng mà kiểu dung lượng nó nặng quá đó, cho nên là lâu lâu Ngỗng mới chơi một lần thôi mọi người. Mấy Ngỗng không chịu nổi đó, và Ngỗng thực sự rất là thích cái game đó luôn, cho nên là Ngỗng quyết định là mình sẽ xìn một bé Oxy. Và hiện tại bé này cũng đang trên cái chương trình hoàn thành, và Ngỗng cũng chuẩn bị thay đổi hình dạng của bé này nữa. Bé này thì kiểu dạng như là giống như một con me, nhưng mà kiểu bây giờ thì Ngỗng đang gọi là bắt đầu thay đổi hình dạng của bé đó. Rồi, vậy là xong những cái bức dễ chơi cũng như là những bức anime. Bây giờ mình sẽ đến với những bức ở trong cuốn sổ. Đầu tiên thì Ngọc sẽ review người bán thực trước đi ha. Đến với bức đầu tiên chính là bức chị Simmy. Bức này thì Ngọc vẽ hồi Tết thì vậy. Đó, đây. Thì chị Simmy thì trong đó là Ngọc fan đó, chị ấy rất là nhiều luôn. Nhất là Ngọc rất là thích chị Sim. Chị rất là thân thiện, dễ thương. Nè,
đây chính là cái bức tranh đó, Simi ôm một cành hoa đào. Đó. Bức tranh tiếp theo đó chính là ngỗng vẽ chị Sammy. Nhưng mà cái này là hình như là cái MV Hero Đại Chiến. Đó là một trong những MV của Hero Team được lên top thịnh hành, top 1 top thịnh hành của toàn quốc Việt Nam mình mọi người ạ. Và ngỗng thì rất thích tạo hình của chị Sammy trong đây, cho nên là ngỗng quyết định là fan art một cái. Đó. Bức tranh tiếp theo đó chính là fan art chị Sammy, nhưng mà là phiên bản Hero Đại Chiến, nhưng mà phiên bản gọi là công chúa. Đó, kiểu gì vừa ngầu mà vừa bánh bèo rồi á. Đến với bức tranh tiếp theo đó chính là chị Simi và chị mèo xăng phim vào chụp hình chung. Trời ơi, bức tranh này là một bức tranh mà rất là đáng nhớ luôn, bởi vì video này đã được chị Simi vào một comment mọi người. Ngỗng thì cũng rất là vui luôn. Đó, thì ngỗng cũng ngỗng quý chị Simi cũng vì là một phần ngỗng thấy chị Simi cute thân thiện. Phần thứ hai cũng là vì là chị Simi là một trong những thành viên mà ngỗng gọi là tương tác nhiều nhất Hero Team, cho nên là sinh ra là mình rất là quý chị ấy luôn. Đó. Đây thì đây chính là cái bức tranh đó. Đến với bức tranh tiếp theo là một bức tranh gọi là mình đọc cái từ đó thì có thể là sẽ chính tả, cho nên là mình không đọc nữa. Đó, thì nói chung là một video cũng hợp tác cùng với một YouTuber rất là hay vẽ cho Hero Team. Đến với bức tranh tiếp theo đó chính là vẽ một anh gọi là tuổi thơ ngẫm luôn, đó chính là anh Jackie Natsumi. Thì anh này trời ơi, phải nói là tuổi thơ ngẫm ngày xưa cũng rất là hay coi video của anh này luôn. Đó, đến với bức tranh tiếp theo đó chính là bức tranh trong thời kỳ ngẫm thi luôn mọi người. Ngẫm thì cũng đã cố gắng để gọi lại ra một bức tranh, cho nên là nhiều bạn hỏi là tại sao một bức tranh này nó sơ sài hơn những bức tranh trước kia. Bởi vì thứ nhất là do ngẫm thi, cũng không có gọi là thời gian để tỉa tóc nhiều, cho nên là bức tranh này nó sẽ có phần sơ sài hơn những bức tranh khác. Và bức tranh này là ngẫm vẽ lại tranh của một bé fan rất là cute luôn. Tranh tiếp theo đó chính là một bức tranh ngỗng vừa thi xong cái ngỗng vẽ là mọi người, đó chính là chị Simi. Ngỗng vẽ cái bức tranh này ở trên Facebook của chị Simi, ngỗng thấy bức hình này rất là dễ thương cho nên ngỗng vẽ theo luôn. Rồi làm gì cái bức tranh tiếp theo nữa. Đó thì đây chính là bức tranh cuối cùng ở trong cái cuốn sổ này. Rồi đến với bức tranh tiếp theo đó chính là bức tranh chị mèo xăng mọi người, nãy giờ chị Simi nhiều rồi đúng không. Đó, bức tranh này là vẽ chị mèo xăng phiên bản gọi là nữ hoàng macaron này. Và ngỗng thì thực sự khá là thích cái tạo hình này của chị ấy luôn. Đó. Tiếp theo một bức về chị mèo xăng nữa, đó chính là chị mèo xăng phiên bản nữ hoàng ông chúa. Đó. Tiếp theo đó chính là một bức chị Simi và chị Camui, nhưng mà là ở trong Hero Đại Chiến. Trời phải nói ngỗng thích cái tạo hình của chị Camui lên xuống luôn mọi người. Đó. Tiếp theo đó chính là một bức ngỗng vẽ demo là phiên bản anime, nhưng mà kiểu bùa vớ và là một cái vơ bánh bèo của đêm. Đó. Bức này là một bức gần đây và ngỗng đăng ở trên kênh ngỗng Bé TV luôn thì phải. Đó chính là ngỗng vẽ chị Simi. Bức này thì ngỗng vẽ gọi là hợp tác cùng với đêm. Thì phải nói là có lẽ là ngỗng hợp tác từ cái bức này nè mọi người. Nhưng mà kiểu là bởi vì là đâm gửi video quá trễ, cho nên là ngỗng đã phải tự edit một bức gacha live lại. Thì cho nên là ngỗng phải vẽ bù bức này để gọi là bù cho cái công sức mà đâm đã gửi video cho ngỗng. Đó. Ok, bức tranh tiếp theo cũng như là bức tranh gọi là cuối cùng của trong ngày hôm nay, đó chính là bức tranh vẽ chị Sammy Đào ở trong một cái bộ phim mà chị Sammy và chị Simi mới đóng đây, đó chính là bộ phim Học Đường Đại Chiến. Phim này thì chị Sim và chị Sam thì được đóng cùng với anh Virus mọi người. Bạn nào chưa xem thì có thể lên kênh Free Fry Greena để xem nha. Đó, thì phải nói là ngỗng rất thích bộ phim này. Coi phim gì cũng vừa cười vừa khóc thứ đó, cho nên là cái dạng ngỗng rất thích tạo hình của chị Sammy luôn. Trong đây thì chị Sammy mặc quần mà không ngỗng thích chị mặc váy, bởi vì ngỗng thích váy. Ok, đó thì ok mọi người, thì đây chúng là cũng là bức tranh cuối cùng ở trong ngày hôm nay rồi. Nếu mọi người thấy video này hay cũng như thích những bức tranh mà hồi nãy giờ ngỗng review thì nhớ để lại cho ngỗng một like, một share, một đăng ký. Đừng quên ấn vào cái chuông bên cạnh để mà ngỗng có video mới mọi người thông báo nha. Cũng đừng quên bình luận phương nhiên ngỗng biết các bạn muốn ngỗng làm video gì tiếp theo và lần sau các bạn muốn ngỗng làm về chủ đề gì nha. Còn bây giờ thì ngỗng xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.